đã rời mạng. Số liệu mới nhất về tình hình thuê bao chuyển mạng giữ số được Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật hôm nay 17 tháng 6. Theo đó tính đến 16/6, cả nước đã có 498.486 thuê bao đã chuyển mạng. Như vậy sau hơn nửa năm thực hiện chính sách chuyển mạng giữ nguyên số, MNP, Việt Nam đã có gần nửa triệu thuê bao thực hiện chuyển mạng thành công. Theo Cục Viễn thông, số lượng thuê bao đăng ký chuyển mạng tính đến 16/6 là 658.267 Điều này cũng có nghĩa còn tới 159.781 thuê bao đã đăng ký nhưng vẫn chưa được chuyển mạng. Cũng theo số liệu của Cục Viễn thông, sau hơn nửa năm triển khai MNP, hiện duy nhất có mạng VNPT, Vinaphone là có số thuê bao dường. Cụ thể, Vinaphone có 261.262 thuê bao đăng ký chuyển đến, số thuê bao đăng ký chuyển đi là 212.136, trong đó thuê bao chuyển đến thành công là 212.453 còn chuyển đi thành công là 152.217. Như vậy Vinaphone đã kiếm được 60.236 thuê bao nhờ MNP. Trái ngược với Vinaphone, các mạng còn lại đều có số thuê bao chuyển mạng âm. Cụ thể mạng di động lớn nhất Việt Ten, âm 33.177 thuê bao, trong đó 203.572 thuê bao chuyển đến thành công. Chuyển đi thành công là 236.749.

Mạng Việt Nam Mobile, mạng nhỏ duy nhất trong cuộc chơi MNP, đã có 3.728 thuê bao đăng ký chuyển đến, nhưng số thuê bao đăng ký chuyển đi lên tới 45.233, số thuê bao chuyển đi thành công là 22.932, còn chuyển đến thành công chỉ 816 thuê bao, 22.116 thuê bao. Qua số liệu cập nhật định kỳ của Cục Viễn Thông cho thấy cuộc chơi MNP đã có sự rượt đuổi giữa một số nhà mạng lớn, cụ thể trong 3-4 tháng đầu tiên mạng Vinaphone khác hẳn phần còn lại khi liên tục có số thuê bao chuyển mạng dương khá lớn, số thuê bao chuyển đến nhiều hơn rất nhiều so với chuyển đi. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, mạng Viettel đã bứt tốc khi trở thành mạng có số thuê bao đăng ký chuyển đến lớn hơn nhiều so với chuyển đi. Đơn cử như từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 tháng 6, Viettel có 36.404 thuê bao đăng ký chuyển đến và 12.718 thuê bao đăng ký chuyển đi và tương ứng từ mùng 1 đến ngày 16 tháng 6 thì Viettel có 62.649 đăng ký chuyển đến và 26.125 đăng ký chuyển đi. Trong quá trình triển khai dịch vụ MNP, một số mạng đã có những tiểu xảo để giữ chân khách hàng, gây khó dễ cho người dùng khi thực hiện chuyển mạng, hoặc thậm chí để lấy thành tích về MNP. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng một vài lần đã yêu cầu các nhà mạng phải giải quyết bức xúc của người dân khi chuyển mạng giữ nguyên số, yêu cầu phải để người dùng tự do chuyển mạng, không gây khó dễ không tạo rào cản đối với người dân khi tiến hành đăng ký dịch vụ mnp